Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo trong ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Sau đây chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức nổi bật trên các báo ra ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 9 tháng 11, Đại hội lần thứ 5 nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Người Cao Tuổi Việt Nam diễn ra trong không khí cả nước đang tích cực thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 12 của Đảng, chuẩn bị triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2017. Nhân sự kiện này, Báo Nhân dân có bài xã luận chăm sóc phát huy vai trò của người cao tuổi. Theo bài viết, với 8,6 triệu hội viên, Hội Người Cao Tuổi Việt Nam luôn thể hiện vai trò to lớn, vị trí quan trọng của mình trong đời sống xã hội, trong các sự kiện chính trị của đất nước, dân tộc. Lớp người cao tuổi hôm nay là những người đã cống hiến tuổi xuân và sức trẻ của mình cho Tổ quốc. Cuộc sống của họ gắn với lịch sử hào hùng của dân tộc, được tôi luyện qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng. Vì vậy, bài viết khẳng định, người cao tuổi luôn có vai trò quan trọng trong công tác giáo dục, định hướng và động viên tuổi trẻ phấn đấu rèn luyện, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Cách đây tròn 70 năm, ngày 9 tháng 11 năm 1946, tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 1 đã thông qua bản Hiến pháp năm 1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đặt nền tảng chính trị, pháp lý cho tổ chức và hoạt động của nhà nước Việt Nam mới. Với ý nghĩa đó, ngày 9 tháng 11 hàng năm đã được Quốc hội nước ta ấn định là ngày pháp luật Việt Nam. Báo Quân đội Nhân dân nhìn nhận, có sự trùng hợp khá lý thú là ngày pháp luật Việt Nam năm nay trùng với thời điểm Quốc hội khóa 14 đang cho ý kiến và thông qua rất nhiều dự án luật. Cử tri mong muốn tinh thần tiến bộ của Hiến pháp năm 1946 tiếp tục là cẩm nang để các đại biểu của dân xem xét kỹ lưỡng hơn các dự án luật, cẩn trọng hơn khi bấm nút thông qua để việc xây dựng và thực thi pháp luật của chúng ta ngày càng hiệu quả trong bối cảnh nhà nước ta đang hướng tới việc xây dựng một nhà nước kiến tạo. Nghị định 109 về kinh doanh xuất khẩu gạo được Chính phủ ban hành ngày 4 tháng 11 năm 2010 nhằm chấn chỉnh hoạt động xuất khẩu gạo. Tuy nhiên, theo báo Nông nghiệp Việt Nam hiện nay, khi xuất khẩu gạo đang ngày càng trở nên khó khăn thì nhiều quy định của Nghị định 109 lại đang trở thành những rào cản lớn đối với hạt gạo. Bài viết phản ánh không đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo. Một số doanh nghiệp đã tìm những cách khác như đi đường vòng để lách các quy định của Nghị định 109. Và với đà sụt giảm mạnh như hiện nay, cộng với thị trường xuất khẩu ngày càng khó khăn hơn, thì rõ ràng nhiều quy định của Nghị định 109 đang không chỉ là rào cản mà còn trở thành gánh nặng thực sự đối với các doanh nghiệp xuất khẩu gạo. Với nhân đề tai nạn giao thông, nỗi đau không nguôi, Bảo Vĩnh Phúc cho biết tai nạn giao thông không chỉ gây ra những tổn thất về vật chất mà còn là nỗi đau về thể xác tinh thần của người bị nạn, người thân. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, mỗi ngày trôi qua, trên toàn đất nước Việt Nam, tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng 24 người và làm cho gần 60 người lâm vào cảnh tàn phế suốt đời. Riêng tại tỉnh Vĩnh Phúc, 10 tháng năm 2016, toàn tỉnh xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông, làm tử vong 36 người, 57 người bị thương. Điều đó có nghĩa là 10 tháng qua đã có hàng chục gia đình đau đớn vì mất đi người thân. Nhiều năm qua, hàng trăm gia đình đã phải gánh chịu hậu quả từ tai nạn giao thông, gánh chịu những nỗi đau mà tai nạn giao thông gây ra. Chuyển sang những thông tin quốc tế nổi bật. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 8 tháng 11 theo giờ địa phương, tức tối cùng ngày theo giờ Việt Nam, hàng triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu bầu chọn Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ, cũng như hai viện của Quốc hội và Thống đốc các bang trong ngày bầu cử. Báo Quân đội Nhân dân có những đánh giá ban đầu về cuộc bầu cử. Theo bài viết, các cuộc thăm dò tại từng bang cho thấy, tại một số bang quan trọng vẫn do dự như Florida, Pennsylvania, Bắc Carolina và Nevada, khoảng cách giữa hai đối thủ hầu hết dưới 3%. Việc này khiến kết quả bầu cử khó dự đoán hơn. Cũng trong ngày bầu cử 8 tháng 11, các cử tri Mỹ cũng đi bỏ phiếu để bầu toàn bộ số nghị sĩ Hạ viện, 1/3 số nghị sĩ Thượng viện và Thống đốc các bang. Cuộc chạy đua giành ghế tại lưỡng viện Quốc hội Mỹ được đánh giá là nóng không kém của bầu cử Tổng thống vì đóng vai trò then chốt trong việc định hình tương lai chính trị, kinh tế và xã hội của nước Mỹ. Trọng tâm chuyến thăm Ấn Độ của Thủ tướng Anh kết thúc ngày 8 tháng 11 là tìm cách đặt nền tảng mới cho quan hệ song phương sau khi Anh rời EU. Báo Nhân dân bình luận, mục đích của chuyến thăm là xoáy mạnh việc dỡ các rào cản thương mại, chuẩn bị cho một hiệp định tự do thương mại hậu Brexit. Bài viết phân tích,
trên nền tảng gắn bó với nhau về lịch sử, ngôn ngữ, cả Anh và Ấn Độ đều thấy rõ những lợi ích tiềm tàng mà hai nước có thể gặt hái trong hợp tác kinh tế. Hiện Ấn Độ là nhà đầu tư lớn thứ ba vào Anh, còn Anh là nhà đầu tư lớn nhất trong nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi G20 vào Ấn Độ. Nước Anh hậu Brexit cần đi sâu khai thác thị trường đông dân thứ hai thế giới với hơn 1,2 tỷ người, trong khi nền kinh tế lớn nhất Nam Á đang vươn lên top đầu thế giới cũng mong siết chặt quan hệ với một số đối tác ở lục địa già. Thông tin vừa rồi đã kết thúc mục điểm báo trong ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.